Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh vừa báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp sân vận động Thống Nhất với tổng mức đầu tư hơn 149 tỷ đồng. Theo đó, sân vận động Thống Nhất dự kiến được cải tạo khu khán đài A, C, D, sân cỏ, đường chạy, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và một số hạng mục khác. Sân vận động cũng xây mới khu khán đài B, C1, D1 với quy mô 3 tầng. Trong quá trình thi công, sân vận động sẽ xây thêm nhà điều hành xử lý nước thải, nhà tập kết rác, bể nước ngầm sinh hoạt và phòng cháy chữa cháy, hệ thống xử lý nước, cấp thoát nước, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống đèn khu khán đài, cây xanh, thảm cỏ và hệ thống chống sét. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay, Sở Xây dựng đang thực hiện khâu thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi nên dự án chưa thể triển khai công tác tiếp theo. Theo kế hoạch của ban quản lý, mặt bằng dự án sẽ được bàn giao thi công vào tháng 1 năm 2025. Sau 10 tháng thực hiện, công trình sẽ được đưa vào sử dụng vào tháng 12 năm 2025. Việc cải tạo sân vận động Thống Nhất nhằm đáp ứng nhu cầu thi đấu, đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao thành tích cao, phục vụ việc tập luyện thể thao cho nhân dân. Đồng thời, dự án hướng tới đảm bảo cảnh quan, môi trường của trung tâm thành phố, phục vụ Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 năm 2026.